Xin chào mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không, một podcast mà chúng ta gặp vào nhau mỗi tuần. Và mỗi tuần thì mình lại hy vọng có một cái cuộc trò chuyện với một khách mời mà mình hoặc là đã âm thầm theo dõi, hâm mộ từ lâu, hoặc cũng đôi khi là những người quen. Nhưng mà quan trọng hơn cả, đấy là qua cái cuộc trò chuyện thì mình mong các bạn khán giả, nếu mà các bạn đang trẻ thì biết đâu chúng ta tích lũy được một ít kinh nghiệm để cái hành trình trưởng thành của mọi người nó dễ dàng hơn, trôi chảy hơn. Hôm nay rất là vui được lần đầu tiên trò chuyện với giáo sư Trương Nguyễn Thành. Xin chào mừng anh đến với Have a Sip. Xin chào cô, và cũng xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình. Trước khi mà đến với cuộc trò chuyện thì mình hay hỏi khách mời của mình là uống gì. Thì giáo sư đến đây chọn trà xanh đúng không ạ? Có một cái lý do đặc biệt gì để uống trà xanh nóng không ạ? Tôi có một cái thói quen, đó là không biết là từ khi nào, có lẽ là khi mà lớn lên với ông nội từ nhỏ đó, cho nên uống trà. Và ông nội có một cái bồn sen, tôi nhớ rất là có một cái bồn sen trước nhà, cái bồn sen cao này, và ông có cái cách làm trà rất là thú vị, đó là ở trước nhà, trước cái vườn ấy có cây trà, và ông ta cắt những cái trà tươi đó rồi ông phơi cho nó héo, rồi nội mới đem cái trà đấy bỏ vào trong cái sen ấy, tẻ nó rồi cái lấy chỉ khâu cái sen lại, không để cho nó nở, để có cái hương ướp vào cái lá hương trà ướp đấy. Rồi xong rồi cái là nội để một thời gian cho nó nở, nó hơi khô héo cái sen mà nó gã xuống rồi đó, cái nào là nội cắt, cái nội treo ngược lại, nguyên cái sen nội treo. Khách quý lắm ấy thì nội bỏ con vô pha một bình trà, thì lấy cái trà đó ra, ôi nó thơm ngon, tôi chưa hề mà thưởng thức lại cái trà như vậy. Cho nên khi mà mình lớn lên ấy, tôi đi làm sáng thường là một bình trà xanh, và cái thói quen đó cho tới ngày hôm nay, mỗi sáng là tôi làm một bình trà xanh. Em gửi trả lại cái này để ướp qua lá hướng dương đã, có bông hoa ở kia. Nói đùa một chút, nhưng mà đúng là những cái gì mà giáo sư vừa kể thì nó chắc là bây giờ giới trẻ họ khó hình dung đúng không ạ? Vâng. Và có rất là nhiều thứ, nhiều khi nhìn được những cái mới rồi so sánh với những cái mà nó trước cũ hơn cả mình, là cái cách mình học được rất là nhiều. Và nếu mà coi cái đồ uống nói một cái gì đó về bản thân mình thì theo giáo sư trà xanh nói gì về... Thì một cái trà xanh mà nó ngon thì nó cần cái thời gian. Khi mà bạn uống một cái sip, bạn để một thời gian nó ngấm xuống trong cái cổ họng, thì cái vị đó bạn sẽ cảm thấy nó một tí xíu chắc chát, và nó một tí xíu ngọt, nó một tí xíu nó thơm, nó để một cái tí xíu dịu dàng. Cái trà xanh mà đúng vị thì cần có cũng cái thời gian chuẩn bị, và cần có một cái thời gian thưởng thức. Bạn không có quá hấp tấp để mà nhận được cái gì đó. Cái gì cũng vậy, muốn có chất lượng cũng cần phải có thời gian đấy. Một câu nói thì mình tin là nó có nhiều ẩn ý bên trong, nó cũng là ẩn dụ cho rất là nhiều thứ. Và thì mình đúng là công nhận là mình có thể nhìn thấy sự khác nhau khi một ấm trà được đưa ra. Ai sẽ vội vã rót ngay đúng không ạ? Và ai thì mình cũng để ý giáo sư là cứ để đấy một tí đã. Có thể chỉnh cái đĩa cho nó vào dịch, vào sâu, nhưng mà chưa vội rót ra. Nhưng mà thường trà thì sẽ đợi bao nhiêu lâu ạ? Thường thì trà đợi chừng vài phút. Tùy, từ 3 tới 5 phút là trà gọi là có thể ngắm. Nhưng một cái nữa, thường ấy, trà đấy thì cái nước đầu tiên nó không ngon bằng cái nước thứ hai. Phải đổ đi. Thường mình cũng để ý các cụ là sẽ rót xong rồi hất đi đã rồi mới
Vâng, các cụ thì nghĩ rằng là thôi, mình thời gian không có nhiều, cho nên mình thưởng thức ấy, thì mình thưởng thức cái chuẩn liền cái đã. Cho nên các cụ ấy thường thường đổ nước, lấy cái nước đầu tiên tí xíu để khoảng chừng 30 giây đó, đổ cái nước ra đi, lấy cái nước thứ hai là cái nước ngon nhất. Còn mình ấy thì trẻ, nước một, nước hai, nước ba gì cũng làm hết. Đúng rồi, cũng hết. Thế thì thưa mình muốn hỏi là trà mà chưa đủ 3 đến 5 phút thì có thể nó hơi nhạt, nhưng mà trà để lâu thì lại có thể nó hơi đắng. Vâng, vâng, đúng vậy. Thì trà thì có 3 đến 5 phút, con người thì khoảng nào là khoảng đẹp nhất để không bị nhạt quá mà cũng không bị đắng quá? Cái đó cũng tùy ở từng người và tùy cái hành trình cuộc sống của từng người. Có những người họ ra đời sớm, họ trải nghiệm cuộc hành trình cuộc sống họ sớm. Cho dù họ 17, 18 tuổi mà họ đã phải bươn chải với cuộc sống, gọi là đối diện với nhiều cái thách thức ngoài xã hội rồi, thì họ cũng đã rất là chín chắn rồi. Và cũng có người gọi là 30-40 tuổi mà sống ở trong một cái môi trường được bảo vệ và chưa hề bước chân ra ngoài đời, thì thực sự ra là cái nhìn cuộc sống nó vẫn còn non. Dạ. Tức là sẽ rất là khác trà. Có thể trà thì đo, có thể tùy vào loại trà nữa đúng không ạ? Nhưng mà đúng thường rồi, là cái khoảng 3-5 phút. Nhưng mà thế thì cuối cùng con người ta sẽ phân định cái sự nhạt hay là sự đắng, nếu không phải thời gian thì sẽ đo bằng cái gì ạ? Cái sự đó, trải đời mà giáo sư nói ấy, thì nó... Đó là những cái trải nghiệm cuộc sống, đa dạng trải nghiệm cuộc sống. Bạn có thể trải nghiệm cuộc sống ở một cái khía cạnh nào đó về vật chất, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống về tinh thần, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống về những cái khía cạnh khác. Tôi nói ở đây là nếu như bạn có cơ hội trải nghiệm cách đa dạng ở nhiều cái khía cạnh khác nhau thì bạn sẽ có một cái nhìn đa chiều hơn và lúc bây giờ sẽ có sâu sắc hơn. Thế bây giờ mình sẽ rót ra và đổ đi nước đầu tiên đúng không ạ? Hay là... cũng không cần. Câu chuyện trải nghiệm của giáo sư mà thì mình được đọc ở trên báo thì không những đa dạng mà là cũng hiếm nữa. Thực ra để mà một lứa sau này như thì mình hay là các bạn trẻ hơn nữa có những cái trải nghiệm như vậy là gần như rất là khó hình dung. Ở ngay cái thời điểm đó, chính giáo sư có biết là cái lúc nào, ngay trong những cái thời khắc, kể cả như là mình phải làm rất là nhiều các cái nghề khác nhau, đến cả làm nông, hay là đến lúc mình vào một trại tị nạn ở Thái Lan, sau đó mình sang nước Mỹ và thi vào trường đại học ở Mỹ, cái khoảng thời gian nào thì giáo sư biết là 3 phút của tôi, 5 phút của tôi đã trôi qua rồi ạ? Thực sự rằng là mình không hề biết ngày mai, cũng như tôi cũng không hề biết là cái câu hỏi sắp tới của mình là cái gì. Chính cái mình cũng không biết rồi. Cái tâm thế của mình là cái quan trọng nhất. Và cái tâm thế ở đây, cái gì nó đến thì nó sẽ đến, và ta sẽ đối diện với nó bằng tất cả những gì mà ta có, và ta đón nhận nó bằng một cái hướng tích cực nhất có thể. Nhưng mà nhìn lại cái khoảng đó, từ lúc đang ở Việt Nam, sau đó sang đến tận Mỹ, giáo sư có thấy cái khoảng nào nó hơi khó không? Dù với cái tâm thế của mình có thể là nó điềm tĩnh, nhưng mà cái nào khó nhất ạ? Cái năm đầu tiên ở Mỹ là cái thời gian mà tôi cho rằng là thách thức nhất. Mình không hiểu gì về một cái xã hội mà mình đang sống. Cái văn minh của nó vượt xa những cái hiểu biết của mình quá nhiều. Mình không biết gì về cái ngôn ngữ, không biết gì về văn hóa. Sống trong một cái gia đình của người Mỹ cũng không hiểu về cái ngôn ngữ của họ. Rồi cái mong muốn của mình, thực sự cái ao ước của mình là sẽ được học, nhưng mà cái ngôn ngữ mình lại không biết, thì làm sao mình học đây? Vào trường ấy thì mình nghe chữ được chữ không, thầy cô thì không ai biết cái trình độ mình tới đâu, tại vì mình đâu có cái giấy tờ gì nói là mình trình độ của mình tới đâu. Ở cái thời điểm đó
là cái thời điểm gọi là bơ vơ nhất. Mình không có một gia đình, không có ai để mình hỏi, không có người thân bên cạnh để mà bám víu. Ở cái thời điểm đó, hầu như mình phải bật lên cái mà mình hay gọi, nói với mọi người là cái cơ chế tồn tại. Mình nhìn nó với là tôi phải tồn tại, tôi phải tồn tại. Nhiều người hỏi là tại sao tôi vượt qua được, thì tôi nói rằng là nếu mà bạn ở vào cái hoàn cảnh của tôi, bạn cũng sẽ vượt qua được. Bạn có thấy con cá lóc không? Bạn nắm nó, bạn quăng lên trên bờ. Bạn nắm con cá khác, bạn quăng lên bờ. Nó có hai cái phản ứng. Một là nó nằm đó, nó giãy bóp 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 rồi nó ngáp, nó chờ chết. Hai là nó lóc. Và nó lóc cho tới khi nó không lóc được nữa thì nó hết hơi, nó chết. Nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ lóc được tới cái chỗ để nó xong. Thì tôi phải bật cái cơ chế con cá lóc lên và tôi lóc. Thì trời thương rằng là trong cái thời gian nó lóc thì có người này thấy, có người kia thấy, tội nghiệp cho nó, bưng nó lên, thảy nó xuống nước thì nó xong tiếp. Cái khoảng thời gian đó thực sự là những cái khoảng thời gian khó khăn nhất. Khi mà nói đến cái cơ chế tồn tại thì thực ra là có hai kiểu tồn tại chúng ta có thể, và thì mình gần đây phỏng vấn những bạn có thể trẻ hơn rất là nhiều, gần như là khi chuyển sang Mỹ cùng với gia đình cũng đều trải qua cái cơ chế phải tồn tại đó. Thì mình nhớ không nhầm là bạn ấy có nói là chỉ cần mỗi ngày qua đi. Nhưng mình có hai sự lựa chọn đây. Lúc nào thì giáo sư biết là tôi muốn đi học, tôi không chỉ tồn tại mà tôi có ngay từ đầu cái ý chí này nó đến ngay tức. Tại ví dụ thì mình thấy cái hình cái việc là thầy thi vào một trường đại học chẳng hạn, và rất là nhiều thầy cô giáo nói là tôi không thi được đâu, tiếng Anh cũng chưa thể đáp ứng được. Tại sao phải lựa chọn, trong khi cái sự tồn tại không thì đã là một sự thành công rồi ấy. Vâng, thực sự là trước khi tôi rời Việt Nam, cái khoảng thời gian mà đi cày mướn ấy, tôi sống ở Lai Thiêu và với mấy đứa em, còn ba thì bệnh liệt nửa người ở thành phố để chữa trị. Mẹ tôi cũng ở thành phố, cho nên sống một mình ấy, mà cái tuổi teen ấy mà không có người lớn chăm sóc ấy, thì cô biết rồi, cũng quậy lắm. Nó thẳng ra luôn, cái tuổi teen mà bồ bịch yêu đương cái gì tất cả cung bậc từ A tới Z biết hết nhá. Nhưng mà ba tôi có khuyên một câu, đó là con ạ, đừng bỏ học. Tại vì tôi có đủ cái lý do để mà bỏ học. Tại nhà nghèo, phải đi cày. Cày mướn mà một buổi cày mướn tôi có thể nuôi gia đình 6-7 người cho tới 3-4 ngày. Nhà nghèo cách mấy, nhưng con đừng bỏ học con ạ. Học là con đường ngắn nhất để vượt nghèo. Cái câu nói đó, nó đi theo tôi suốt cuộc đời. Và khi mà đặt chân tới Mỹ, cái câu nói đó vẫn cứ lảng vảng bên vai, mặc dù rằng là tôi gặp rất là nhiều thử thách. Muốn học cũng không phải là học được, tại người ta nói có nghe đâu mà học, nghe được đâu. Nhưng mà nó cứ vẫn, và tôi cứ cố gắng để mà học, và nhờ tất cả các thầy cô giúp đỡ. Và chính vì cái thái độ của tôi, tất cả các trường đại học bác hồ sơ, và cái thái độ của tôi đứng trước cái kết quả đó. Và khi mà tôi nói chuyện với ông hiệu trưởng trường trung học ấy, ổng cũng tội nghiệp tôi lắm. Và tôi cũng mến cái câu cái ổng, sự giúp đỡ của ổng. Ổng kêu tôi tới văn phòng, tôi có thể giúp em bằng cách là giới thiệu em đi làm ở một cái hãng gà tây. Cậu bạn của em vào cùng với em cũng đã nhận cái công việc đó rồi. Tôi cũng giới thiệu em vào chung. Sau khi em ra trường thì tôi trầm ngâm 30 giây, giống như tôi ngồi tôi bấm tay trên bàn. Rồi ông nhìn tôi bấm tay như thế này. Rồi tôi nhìn, thật sự em rất là cảm ơn thầy đã có lòng tốt và muốn giúp đỡ em. Nhưng mà em không có
gọi là đánh cược cái mạng của mình để mà qua Mỹ rồi đi làm cho cái hãng gà tay. Cho nên em vẫn muốn học. Ông ta nói rằng là cái xác suất mà cậu được nhận vào trường đại học rất là thấp. Nếu tôi không nói với cậu rằng đây là một cái mơ mộng hão huyền. Tôi trầm ngâm một tí xíu rồi tôi mới nói rằng là có thể đây là một cái mơ mộng. Nhưng mà thầy cho phép em được mơ mộng thêm một thời gian nữa. Và chính cái câu nói đó tôi cũng đi lại nói lại với thầy cô cái buổi nói chuyện với hiệu trưởng. Một số thầy cô ở trường trung học thấy bùi ngùi và cũng thấy cảm động với cái câu nói của tôi. Và họ viết một cái thỉnh nguyện thơ, ký cả hàng loạt, năm sáu người. Trong cái thư đấy nói rằng là hãy cho cậu bé này một cơ hội. Và tôi tin tưởng rằng sau này trường sẽ không ân hận với quyết định của mình. Và cũng chính cái câu nói đó mà trường cũng đã cốt lại cái câu nói đó. Từ cái câu nói này mà trường gửi cái lá thư rằng là chúng tôi nhận được một lá thư thỉnh nguyện từ ký được ký tên và để cái câu nói như thế này, cho nên tôi cho cậu một cơ hội để mà chứng minh năng lực của cậu, chứ không phải là tôi chấp nhận cậu vào đại học. Tôi cho cậu một cơ hội để chứng minh năng lực. Và cái lời nhận định này của các thầy cô là đúng. Cửa nó mở ra và tất cả trở thành là lịch sử. Thực ra đáng ngạc nhiên ở chỗ là chuyện nó cũng trôi qua một thời gian rất lâu đúng không? Nhưng mà có vẻ như nó vẫn còn trong tâm trí của giáo sư, nó rất là rõ. Đấy là cái khoảng thời gian mà nó đem tôi lại rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc nhiều lắm. Cái thời gian chỉ có mấy tháng, mình có hiểu rằng là cầm một cái lá thư từ trường đại học, mà thư của trường đại học, thư Mỹ mà nó viết rất là lịch sự. Lịch sự lắm á. Cảm ơn bạn đã gọi là thích thú đến trường của chúng tôi. Tôi đã xem xét hồ sơ của bạn rất là kỹ lưỡng. Nhưng rất tiếc. Một cái chữ thôi đúng không ạ? Một cái... đọc hết lá thư chỉ có thấy cái nhưng rất tiếc. Unfortunately. Mà từ cái thư này cho tới cái thư kia, mỗi cái như vậy nó đánh vào cái tự tin của mình, nó đánh vào cái cảm xúc, nó đánh vào cái hy vọng của mình. Nó đánh như vậy cho tới tôi đếm tới cái lá thư cuối cùng. Tôi cầm lá thư tôi không dám mở nó ra nữa. Tôi run mà tôi không dám mở, không đọc. Tôi để trên bàn ăn á. Mẹ tôi hỏi, mẹ nuôi á, người Mỹ, hỏi sao con không mở ra. Tôi sao này, dạ con không dám mở. Nói, vậy thôi để mẹ mở giùm con nha. Nói dạ. Thế là bà mở ra và bà đọc. Tôi nghe tới cái chữ unfortunately. Tôi chỉ có đứng dậy thôi. Tôi lên lầu, cúi đầu lên lầu. Mẹ nói vọng theo, Thành, it's not the end of the world. Không phải tận thế đâu. Nó không phải là tận thế đâu. Tôi vẫn còn nghe cái âm thanh vọng vọng cái câu nói ở trong cho tới ngày hôm nay. Khi mà tôi bước lên cầu thang, lên phòng ngủ của mình ấy, mẹ nói từ trong phòng ăn ra, Thành, đó không phải là tận thế đâu. Tôi phải trải qua một tuần sau đó kinh hoàng. Kinh hoàng với những cái cảm xúc, kinh hoàng với những cái gì, mình sẽ làm cái gì đây, tương lai của mình sẽ ra sao. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ, rất là nhiều bạn cũng trải qua cái khoảng thời gian như vậy. Thì mình cũng trải qua những cái giai đoạn mà đúng là có những khoảng thời gian mình tưởng đấy là tận thế. Nó đen tối thực sự, nó trùm một cái gì đó mà mình cảm giác mình không thoát ra được. Thế nhưng điều kỳ lạ là đúng là khi mình thoát ra được, mình nhìn lại thì nó thực ra nó
nó chỉ to ở thời điểm đấy thôi. Khi vượt qua thì nó... Và một cách mà tôi thoát ra đấy là tôi nói chuyện với mình. Tôi bước ra khỏi con người của mình và tôi quay lại tôi nói chuyện với thằng Thật. Và sau này khi mà lớn lên ấy, khi mà đã trưởng thành năm 40 bốn mấy tuổi rồi, khi bắt đầu có quan tâm tới tâm lý học ấy, hiểu biết về tâm lý học, thì tôi không ngờ rằng là mình biết làm một cách là tự chữa lành bằng cách self-talk, là tự nói chuyện với mình. Là làm sao mình bước ra khỏi cái con người của mình để mình quay ngược lại, mình nói chuyện với chính mình. Và lúc đó tôi hỏi, tôi nói chuyện với mình, à Thành, mày muốn gì? Mày thực sự mày đang muốn gì? Tại sao mày nghĩ như vậy? Tại sao mày nghĩ cái cuộc đời của mày, tương lai mày như vậy? Rồi là hai đứa nói chuyện với nhau, thành thực nói chuyện với nhau. Thành với thực ấy ạ. Thằng Thành nó ngồi bên kia rồi, nó nói chuyện với thằng Thành bên này. Và tôi ngồi trong cái phòng ngủ của cá nhân. Và tôi nói chuyện với tôi cũng mấy ngày như vậy. Và tới khi mà tôi vượt qua cho nên rằng là ngày mai phải chiến đấu cho hết ngày mai. Bản thân thì mình nghĩ là cái concept mà phải tự nói chuyện bản thân, các bạn trẻ ngày nay bắt đầu quen thuộc với cái concept đó. Đặc biệt là qua thời gian Covid, hầu hết là chúng ta phải dạy bản thân mình cái việc quay trở lại với bản thân, trò chuyện, chữa lành. Tuy nhiên thì mình muốn hỏi, thì mình cũng là người đã ghi cái câu mà bố của giáo sư nói là học là cái con đường ngắn nhất để thoát nghèo ấy. Giáo sư có nghĩ là cái câu này nó chỉ đúng ở cái thời điểm đó hay không? Không, em cũng muốn tò mò thôi. Vào cái thời điểm này, học có phải cách duy nhất hay không? Học không phải là chúng ta đi tới trường lớp. Học không phải là chúng ta phải có một cái bằng. Học ở đây nó có nhiều nghĩa. Ở cái thời điểm mà ba tôi nói với tôi câu đó là tại vì tôi lúc bây giờ yêu đương mê gái rồi bỏ bê chuyện học mà. Và muốn khuyên tôi nói rằng là phải đi cày. Tôi lấy cái lý do đó. Cho nên bà nói rằng là học là cái cách ngắn nhất để thoát nghèo. Nghèo con mới đi cày mướn. Cho nên đừng bỏ học con á. Cái câu nói ở cái thời điểm đó đúng. Một vài năm đúng. Tới khi mà tôi có cái bằng tiến sĩ, rồi bắt đầu nghiên cứu hậu tiến sĩ, cầm cái tờ chắc đầu tiên lên ấy, thì đúng là học thoát nghèo thiệt. Bác giờ đi mua được cái xe hơi, cầm tờ chắc rồi mà nghĩ ra là mua được cái bộ bàn ghế cho nó xịn, cho nó ngon, mua cái giường ngủ cho nó xịn, thì đúng là thoát nghèo thiệt. Nhưng phải đến tận hậu tiến sĩ ạ, tức là cũng lâu. Chứ cái thời lâu 10 năm lắm đó. Cho nên phải cố tin cái lời của bà nói tới 10 năm. Nhưng mà điều cái thú vị là tôi càng về sau thì mới càng cảm thấy rằng là đúng là thoát nghèo chỉ là một cái hiệu quả ban đầu, nhưng mà nó đem lại những cái hiệu quả về cái chuyện học nó xa hơn cái chuyện vật chất nhiều. Thí dụ như là tôi bắt đầu tôi muốn vào đại học, từ trung học thì tôi tin ba tôi vào đại học, nhưng mà khi vào đại học thì tôi mới thấy là cái cơ hội nó mở ra để lên cao học. Thì cái lúc ở trung học tôi làm gì biết cái chuyện cao học là cái gì, nghiên cứu khoa học là cái gì, tôi còn chẳng có mường tượng mấy cái ông làm nghiên cứu, mấy ông khoa học là cái gì. Nhưng mà tới khi tôi vào cái trường đại học, tôi mới hiểu ra, rồi tôi mới lên cao học, rồi tới khi mà tôi lên cao học rồi, tôi mới biết rằng là, mấy cái ông giáo sư đại học, ông làm cái gì, ông nghiên cứu là ông nghiên cứu cái gì, và ông nghiên cứu như thế nào. Rồi tôi mới có một cái bước ước mơ. Có nghĩa rằng là ai cũng có cái ước mơ cả.
Nhưng mà cái ước mơ của chúng ta nó giới hạn bởi cái kiến thức và cái trải nghiệm của ta. Thí dụ như bạn đi hỏi một bạn trẻ ở trong cái bản người Mông, ước mơ của bạn là gì? Thì sẽ nói là miếng đất với hai con trâu. Tại vì cái cuộc sống của họ chỉ ở trong cái bản là miếng đất với hai con trâu. Cũng như tôi, từ cái trung học tôi ước mơ tôi đi học, chỉ tới đại học. Nhưng mà tới khi mà tới đại học thì nó mở ra cái giới hạn. Tôi lên cao học, tới cao học nó mở ra cái giới hạn khác. Tôi học càng cao thì tôi thấy nó càng xa. Và tôi thấy càng xa thì cái ước mơ của tôi càng lớn. Và cái trải nghiệm tôi càng lớn thì cái ước mơ nó xa hơn. Và khi mà cái ước mơ mình nó xa, nó vượt qua cái giới hạn cá nhân của mình rồi, thì lúc bây giờ bạn sẽ cảm nhận ra được cái việc học, cái giá trị của nó, nó không giới hạn ở cái cá nhân của mình nữa. Và nó không còn giới hạn cái chuyện là cái lương tôi bao nhiêu, lợi ích tôi là cái gì, cái chức danh tôi được là cái gì. Khi mà học ở đạt được cái mức độ đó thì bạn sẽ đặt cái vấn đề là cái kiến thức tôi đem lại, nó đem lại cái giá trị gì cho cái xã hội này. Bạn có bao giờ nghĩ rằng là tại sao tôi sống, tại sao tôi hiện hữu ở đây để làm gì? Thì cái câu trả lời rằng là tại sao bạn không hỏi rằng cái giá trị của bạn cho cái sự hiện hữu của bạn trong cái xã hội của này là gì? Thì học nó giúp cho bạn hiện thực tất cả những cái giá trị đó. Và tới ngày hôm nay tôi cũng vẫn học, học ở những cái kia khẳng khác. Cái câu hỏi triết học mà tôi là ai, tôi đến, thực ra từ trẻ hay dịch ra là tôi đến trái đất để làm gì ấy, cũng là một cái câu mà thì mình nghĩ là mình khá yêu thích và cũng mình mất khá nhiều thời gian để tìm ra. Thì mình tò mò về cách giáo sư nhìn cái người trẻ ngày nay coi cái việc học. Giả sử như chúng ta đều biết học là cái con đường, gần như một cái con đường mà mình cứ đi, mình cứ phải đi thôi. Nhưng mà cái cách học ngày nay có lẽ nó cũng khác với cái cách học những cái thế hệ trước rất là nhiều. Giáo sư cũng nhắc đến cái việc là trường lớp nó không phải là cái quan trọng nữa. Covid cũng thay đổi cái hình thái học. Chúng ta cũng bàn luận cái việc là hồi xưa chúng ta chỉ nghĩ là các cái lớp học ở trên Zoom là tạm thời bởi vì người ta không đến lúc đó lớp học. Nhưng sau này thì sau Covid đến được lớp học rồi, người ta cũng không cần phải đến trường học nữa. Còn cái gì có thể thay đổi nữa trong cái việc học của người trẻ bây giờ? À, hai tháng này, cuối tháng 11, khi mà cái trí tuệ nhân tạo, cái công ty OpenAI xuất bản cái phần mềm ChatGPT, thì nó làm khuấy động cả thế giới. Chỉ mới 2 tháng mà đã hơn 100 triệu người dùng. Và nó đã thay đổi toàn bộ cuộc diện. Và nó chứng minh cho mọi người thấy rằng là cái việc học và cái việc dạy sẽ không còn như chúng ta nghĩ ngày hôm nay nữa. Nó sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi cho bạn một cái viễn cảnh, một cái sự tưởng tượng. Bạn nhắm mắt, bạn tưởng tượng rằng là bạn đang nằm ngủ trong phòng ngủ của bạn. Có một con búp bê, là có một cái bạn người thân thiết như vậy. Nhưng mà nó là một cái trí tuệ nhân tạo bạn yêu thích. Nó có cá tính, nó hiểu được cái tính cách của bạn, nó hiểu được cái cách nói chuyện của bạn, nó hiểu được và nó có một cái trí tuệ nhân tạo. Nó đánh giá được kiến thức của bạn tới đâu. Và thế là bạn sáng sớm bạn mở mắt dậy, cái nó chào bạn. Thế là bạn nói, hôm nay có cái gì vui không nha? Nó nói chuyện cho bạn nghe những cái gì bạn muốn biết. Nó dạy cho bạn những cái gì bạn muốn biết. Bạn có thể hỏi ra, thế thì chiến tranh Ukraine tới đâu rồi? Nó sẽ nói cho bạn rồi nó phóng lên bức tường những cái bức tranh cho bạn. Bạn nghe bạn nói, ủa còn Việt Nam có tin tức gì không? Thì nó cũng sẽ nói cho bạn nghe. Rồi bạn nói, nó cũng nói rằng là, hôm qua tôi nhớ là bạn học cái này mà bạn cũng còn vấp đó nha. Bạn còn nhớ là cái kiến thức này, nói tôi nghe coi. Thế là nó sẽ hỏi bạn trở lại. Và bạn sẽ trả lời với cái cô người máy này rằng là, cái đạo hàm của cái này nó là như thế này này này, cái concept rồi. Và nó nói, ủa tại sao bạn nghĩ như vậy?
và nó sẽ nói rằng là à, bạn nghĩ như vậy là không hoàn toàn chính xác đâu nhé. Đây, nó sẽ vẽ lên trên bức tường cho bạn những cái mà nó chính xác hơn. Rồi bạn, nó sẽ hỏi này, bạn có thích nhạc không? À, thế nó biết cái tính cách bạn luôn. Thôi giờ bạn có thích nghe cái loại nhạc này không nhỉ? À, trong khi bạn chuẩn bị ăn sáng. Tất cả những cái gì, nó là người bạn thân, nó là người thầy, nó là... Right? Rồi bây giờ bạn nghĩ bạn tới trường làm gì? Nó sẽ, nó có khả năng nó dạy cho bạn tất cả những cái gì bạn muốn biết và một cách chính xác luôn. Thầy cô chưa chắc biết bằng nó à? Kể cả tôi à, dạy hóa tôi còn sai à? Mặc dù rằng là tôi là giảng sư hóa 30 năm kinh nghiệm mà chưa chắc tôi biết hết à? Nó biết hơn à? Cái câu hỏi đặt ra, vậy chúng ta đến trường để làm gì và tại sao bạn nên đến trường? Chúng ta bây giờ đến trường ngồi lớp nghe thầy cô dạy A, B, C, D nó như thế này. Những cái đó bạn ngồi trong phòng tắm, phòng ngủ, thậm chí bạn đang trang điểm, con người máy nó dạy cho bạn luôn. Ngay cái lúc bạn trang điểm, ê mày nói tao nghe đi. Đấy, cho nên bạn học hiệu quả hơn nhiều. Bạn học những gì bạn muốn biết và đi theo cái tốc độ hiểu biết của bạn, cá nhân hóa cho bạn luôn. Thế thì bạn tới trường để làm gì? Cái đó là một câu hỏi mà tất cả giới làm giáo dục sẽ phải trả lời. Và thầy cô làm gì? Cái vai trò của thầy cô sẽ là gì? Con người thì chúng ta cũng sẽ phải tồn tại thôi. Chúng ta phát minh ra công nghệ để mà làm cho cái cuộc sống của ta càng ngày càng phong phú hơn, hiệu quả hơn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phát triển trong cái môi trường đó và càng cuộc sống của ta càng phong phú hơn, càng màu sắc hơn. Nhưng mà con người là một cái cộng đồng. Chúng ta sống vì cộng đồng, cho nên chúng ta không có thể sống một mình được. À, cũng như cái đứa bé mới sinh ra mà bỏ một mình là nó chết. Mặc dù cho nó ăn uống đầy đủ, nhưng nó cũng sẽ chết. Nó cần hơi ấm, nó cần cái sự tương tác với con người khác. Cái đây là một cái nghiên cứu khoa học từ thời chiến tranh Thế chiến thứ hai. Con hình con khỉ gai. Đúng rồi. Và kể cả con người thời cái thời Thế chiến thứ hai, những cái đứa trẻ mà mồ côi mà từ Thế chiến thứ hai ở châu Âu, và họ đánh giá được cái chuyện đó. Có nghĩa rằng là con người cần cái sự tương tác. Con người chúng ta cần bốn cái trụ cột để phát triển. Cái trụ cột trí tuệ là kiến thức. Cái trụ cột thứ hai là nhân cách, cái tính cách, cái con người. Cái trụ cột thứ ba là tư duy, cái hệ điều hành, cái cách suy nghĩ của chúng ta. Và cái trụ cột thứ tư là cái kỹ năng, khả năng chúng ta hiện thực những cái công việc. Xưa nay chúng ta tới trường, chúng ta học kiến thức. Thầy cô dạy kiến thức là chính. Nhân cách, tư duy và kỹ năng ít khi chúng ta học ở trường. Chúng ta học ở đâu đó, bạn bè trên mạng ấy đâu đó để mà hình thành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ và tương lai, khi mà kiến thức không còn ở trường nữa, thì ba cái trụ cột kia, nhân cách, kỹ năng và tư duy, nó sẽ là ba cái trụ cột chính. Và con người sẽ phát triển toàn diện hơn. Có nghĩa rằng là cái xã hội nó sẽ tốt hơn, con người sẽ phát triển nhanh hơn và toàn diện hơn. Có thể tôi có cái nhìn tích cực. Thì mình cũng đang định nói là, ví dụ mọi người hay nói là cái con ChatGPT này, thực ra lần đầu tiên là nó được mở ra cho mình dùng, chứ còn từ trước đến nay thì nó đã lẩn khuất trong những cái playlist. Khi mình bật Spotify, nó cũng đã biết là mình thích nghe nhạc gì, mình hay cho cái gì vào cái playlist của mình, cái kiểu tin tức mà mình thích đọc, nó đã thu nhập rất là lâu. Chỉ có điều lần đầu tiên mình sử dụng nó, nên là mình, chứ còn nó cũng không phải cái chuyện gì đấy quá là khủng khiếp, đúng không ạ? Vâng. Và giáo sư nghĩ là thường thì cái thái độ của mình như thế nào trước những cái này thì là
thì là chính xác. Mình nghĩ rằng là cái thái độ nó vẫn quyết định cái cách ứng xử và cái cách giải quyết của mình, cách nhận định của mình. Cái thái độ của tôi khi đứng trước một cái sự thay đổi lớn thì là để cho cái tâm mình nó an nhiên, nó bình thản. Sóng gió nó đến thì nó cứ đến, cái gì nó đến thì nó đến, và mình thích nghi với nó. Nó giống như là bạn, nếu bạn quá cứng như một cái cây ấy, trong cái cơn bão, mà cái cây ấy, mà nó quá cứng thì cái cây nó dễ gãy. Cái cây mà nó mềm dẻo, nó theo cái chiều gió được, thì cái cơ hội của nó tồn tại nhiều hơn. Có nhiều người phản ứng một cách tiêu cực là lo âu, sợ hãi. Với tôi ấy, tôi nhìn nó ở cái ly nước nửa đầy hơn là cái ly nước nửa lưng. Mọi cái phát minh khoa học đều có cái mục tiêu ban đầu là cải thiện cuộc sống của con người. Và nó như là một con dao, chúng ta dùng nó để làm gì? Chắc chắn sẽ có người dùng nó trên cái mục tiêu hay là một cái mục đích không tốt, và đa số sẽ có dùng nó với cái mục tiêu hữu ích cho cuộc sống của họ. Bây giờ thì mình sẽ gọi là showcase cách dùng dao của mình như sau. Cũng trong ngày hôm nay và cũng từ cái đợt quay này thì mình quyết định thử là hỏi nó, đặt ra cho Thùy Minh 5 câu hỏi để hỏi khách mời đấy. Và Thùy Minh cũng đã form các cái dữ liệu để khách mời của giáo sư, nên bây giờ Thùy Minh sẽ xin phép hỏi 5 câu mà câu hỏi này từ ChatGPT luôn à? Đúng, nhưng mà nó cho rất nhiều câu, tại vì là cứ mỗi lần mình nó đưa cho mình cái câu hỏi thì cái cảm giác đầu tiên của mình là ngồi cái câu này mà ai trả hỏi, tại vì nó sẽ thấy là đây là một giáo sư, đây là một nhà khoa học, một người đã viết sách, thì nó sẽ hỏi quanh quanh. Nhưng mà em cũng đã chọn, nó có rất là nhiều, em đã chọn rồi đấy. Sẽ hỏi từ từ. Cái này cũng hay, thay vì mình phải tự nghiên cứu research, tất nhiên cái này vẫn nên làm để cho mình tự học được cái điều đấy. Nhưng mà cái cách nó hệ thống lại và mình từ đấy mình làm cái khác đi cũng là cái cách mình có thể lợi dụng. Câu 1. Cái này thì mình cũng muốn hỏi, nhưng mà để cho nó hỏi thì nghe nó chính thống. Đấy là thầy là một người well-known researcher và author. How did you first become interested in education and career development? Từ cái điểm rõ ràng nó thiếu một cái mấu nối khi mà thì mình đã hỏi thầy về là cái lúc mà đến Mỹ là cái thời gian khó khăn, và cái kim chỉ nam lúc đó là cái chuyện học rồi càng học, nhưng mà đến lúc nào thì nó trở thành một cái niềm quan tâm đến giáo dục và cái sự phát triển một cái sự nghiệp ở đấy? Có thể là khi vào đại học thì bắt đầu đi tìm việc làm, tại vì mình sống độc thân mà. Cho nên đi tìm việc làm, và một cái quyết định, chúng ta đang đứng trước nhiều sự lựa chọn, và một cái quyết định lựa chọn ở cái thời khắc đó nó là một cái quyết định hầu như đi ngược lại với đa số. Đó là sinh viên đại học ấy, thường thường ấy thích làm việc dễ, kiếm tiền nhanh. Thí dụ như làm bồi bàn, tiền tiếp lẹ, không phải suy nghĩ gì nhiều. Nói chung quy ra là làm những cái công việc nhẹ nhàng, dễ, có tiền nhanh. Ở cái thời điểm đó mình lại đi muốn tìm một cái việc làm khó mà không ai muốn làm. Đó là đi xin việc làm trong phòng thí nghiệm. Thứ nhất, lương thấp. Tại mấy ông thầy, ông giáo sư tiền đâu có nhiều để mà ông trả tiền. Nhất là sinh viên đại học, tiền nghiên cứu thì chỉ trả cho nghiên cứu sinh thôi, kinh phí mà nghiên cứu khoa học, chứ còn sinh viên đại học đâu có biết gì về nghiên cứu đâu, mà ông đâu có lấy tiền đó ra ông trả được. Cho nên mình gõ hết tất cả những cái cánh cửa của tất cả cái giáo sư thầy dạy lý. Ban đầu mình học lý,
không có ông nào không chịu nhận hết á. Ông nói mày sinh viên năm 1 có đâu có biết cái gì, vô phòng thí nghiệm ta là lỡ làm hư rồi làm bể đồ thí nghiệm, đồ những đồ thí nghiệm là đồ đắt tiền nữa, cho nên không có người nào nhận cả. May ra tôi đi tìm được ông giáo sư hóa và cái ông này làm tính toán, cho nên không có phá vỡ cái phòng thí nghiệm, không có đụng gì để vỡ cả. Và tôi dùng một cái sự khôn lanh ở cái mánh khóe khôn, cái thời khôn vặt ấy, để mà kiếm được cái vị trí ở trong cái lab đấy. Lương thì chỉ bằng nửa cái lương của sinh viên nếu mà đi ra làm ở ngoài. Thì có thể nói đó là một cái quyết định ngược đời. Nhưng tại sao lại có quyết định đấy từ ban đầu ạ? Có thể là tôi ảnh hưởng từ những cái nhận thức ông nội dạy. Đó là mình muốn học thì mình nên tương tác với những người thông minh hơn mình. Cho nên ở thời điểm đó, những người chung quanh tôi tương tác toàn là những người giỏi hơn tôi nhiều lắm. Cho nên bây giờ tôi đi ra đi làm ở giúp việc ở nhà hàng hay là khách sạn thì tôi thông minh hơn những người đó, tôi không học được gì. Nhưng nếu mà tôi vào phòng lab thì chung quanh tôi là những nguyên cứu sinh, nó đã có bằng đại học hoặc là hậu tiến sĩ, là đã có bằng tiến sĩ. Và với giáo sư, những người chung quanh tôi là những người thông minh hơn tôi gấp nhiều lần. Thì tương tác với họ, tôi không học được cái này thì tôi cũng học được cái khác. Và thì mình thấy là con trai của giáo sư sau này cũng đi theo cái con đường này đúng không? Cũng vào một cái phòng lab để học trước. Rồi vâng. Sau hai cái kỳ học là đã có thể. Đôi khi đây là cái cách mà thì mình nghĩ là cũng rất là khuyên dùng các bạn trẻ. Các bạn trẻ hay sợ những cái môi trường mà mình phải học nhiều hoặc không biết gì. Nhưng mà thì mình đã theo dõi những cái bài nói của thầy thì mình biết là thầy là người mà thực ra ở thầy nó có một chút liều nữa đúng không ạ? Tức là phải không biết sợ chứ. Chứ nhiều khi là chúng ta vào một cái môi trường chúng ta không biết gì, chúng ta rất là dễ bị sợ. Thế nhưng mà chính là vào lúc mình không biết gì là lúc mình có cái khả năng học nhiều nhất. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình nói rất là chính xác. Các bạn trẻ cũng nên có một tí xíu cái liều. Tại vì một khi mà mình nhắm mắt mình liều một tí xíu, cái nhịp tim mình nó tăng hơn tí xíu. Nhưng mà một khi mà mình đã bước một bước rồi thì mọi chuyện nó sẽ đầu vào, nó sẽ đi theo, mình sẽ đi theo. Cũng như mình quay trở lại, nhiều người hỏi là tại sao mình quyết định đi cái chuyến xe đạp 3.000 bước. Đúng rồi. Liều không? Liều chứ. Cái ông già này sao mấy tuổi tiểu đường nữa, tuột đường một cái là chết á, nửa đồi mà xe đầu chở. Nhưng có một cái là mình phải biết cái tính toán cái liều của mình nó cho nó an toàn một khi mình liều. Cái thứ hai nữa, ở đây liều có tính toán. Liều trong vòng kiểm soát chứ không phải liều là cứ đâm đầu đại nha. Nhưng mà cũng có tí liều là tại vì chúng ta ở cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà cái não của chúng ta tạo dựng những cái kết nối neuron mới. Chúng ta học những thứ mới, chúng ta cải thiện cái tư duy của mình, chúng ta phá vỡ những cái niềm tin, những cái sợi, những cái gì mà chúng ta tin tưởng chúng ta có thể làm. Thì ở cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà chúng ta giống như là reprogramming á, lại cái não của mình. Và cái đó thú vị lắm. Thời trẻ của tôi ấy thì chung quanh của tôi là những người thông minh, là tại vì tôi muốn học, có cái kiến thức, cho nên lúc nào mình cũng vươn lên, lúc nào mình cũng bám theo họ để mình vươn lên. Nhưng mà giờ tôi già rồi, cho nên bây giờ tôi gì, tôi bám theo cái đám trẻ. Họ năng động hơn tôi, họ kéo tôi chạy, thầy ơi chậm quá, thấy không? Đấy, mình muốn phát triển cái khía cạnh nào thì mình đặt mình vào cái môi trường mà chung quanh mình là những người giỏi hơn nhiều, thì nó sẽ tạo cho mình cái động lực mình phát triển cái khía cạnh đó. Cái chuyến đi 38 ngày của thầy cũng 49 ngày. Thế cuối cùng là 49 ngày 3.400 cây số. Wow, tại vì nếu thế thì báo bị update nhầm, vì ghi là 2.800 là lúc cái lúc dừng đó lại. Là mới có tới cái lúc đó là mới có tới Sài Gòn thôi.
xong đi từ tiếp Sài về Cà Gòn Mau. Đi tới Cà Mau nữa, đất mũi nữa, 600 cây nữa là 3.400. À, thì mình hỏi thêm trước khi xem thì con chat này nó hỏi gì tiếp, thì thầy cái kết nối giữa việc học thuật với lại thể chất nó như thế nào ạ? Không phải ai cũng có cái khả năng, hay là không phải ai cũng có một cái độ phát triển thể chất đủ để mà đẩy những cái thử thách đấy nó vào trong cái đời sống thể chất của mình. Ví dụ như là cái ví dụ ai cũng có thể nói cái tư tưởng là à mình chưa làm thì làm sao mình biết được, đúng không ạ? Nhưng mà thầy thì thử luôn là mình chưa leo Phan Xipang hay là một cái đỉnh ở Đài Loan trong một ngày thì mình không thể biết là mình có thể là làm được hay không. Và ví dụ mình kết luận là mình làm được chẳng hạn. Cái sự liên quan giữa cái hoạt động về học thuật với thể chất thì nó có nhất thiết phải đi song song với nhau và nó giúp bổ trợ nhiều không? Nó có một cái sự tương tác rất là mật thiết giữa cái trí tuệ và giữa cái ý thức hệ của ta với cái thể chất. Và cái tương tác này nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh. Một cái chứng minh rất là điển hình đó là một cái nghiên cứu khoa học ấy kêu hai nhóm người. Một cái nhóm ấy ngậm cái cây viết chì, ngậm rứa và miệng. Và cái nhóm ngậm cái cây viết chì làm như vậy, căng miệng ra, và họ không biết rằng là họ làm cái gì với cái chuyện ngậm viết chì. Sau khi họ ngậm 15 phút thì người ta đánh giá cái tâm lý của những người này, và họ thấy rằng những người ngậm ngang vậy cái tâm lý tích cực hơn nhiều, rõ rệt. Có nghĩa rằng là cái cơ thể của mình nó tương tác lại với cái não bộ của mình. Nó nghĩ rằng là mình nhe răng ra mình cười, cho nên mình vui. Cái thứ hai nữa là cái tương tác giữa cái não với cái cơ thể. Tôi chỉ nêu hai cái nghiên cứu khoa học. Thì họ làm cái nghiên cứu khoa học này, họ đem cũng hai nhóm người. Một nhóm ấy, họ băng bột cái tay từ đây tới đây. Rồi chia hai nhóm, nhóm nào cũng băng bột hết. Và một nhóm thì không làm gì, cứ bình thường. Và một nhóm kia bỏ ra một ngày 15 phút, 20 phút. Ngồi không làm gì, để cái tay, nhắm mắt tưởng tượng là đang bóp tập thể dục. Nhưng mà không bóp được nha. Tại vì băng bột tới đây rồi. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng tôi đang bóp, hoặc là tôi đang gồng cái tay, cử tạ cái tay này. Sau một tháng, họ cắt cái băng bột. Thì những người mà chỉ tưởng tượng thôi, không làm gì với cái tay phải này, cái tay của họ mạnh hơn 30-40% với những người kia không làm gì. Và thật sự trong cái thời gian đó không có làm gì với cái tay này cả, họ chỉ tưởng tượng. Vậy thì cái tưởng tượng này nó ảnh hưởng tới cái cơ thể. Đấy, nó có cái sự tương tác rất là mật thiết giữa cái não của chúng ta với cái thể chất, và ngược lại giữa cái thể chất với cái não của chúng ta. Bạn mà đứng dậy bữa hôm nào mà bạn cảm thấy buồn bực hay cảm thấy mất tự tin, bà đứng dậy bà chống nạnh ứng ngực ra, nhìn trong gương vô này, khoảng chừng 5 phút nhìn gương giống như là Superman vậy. Tự dưng cảm thấy bay được đúng không? 5 phút, bạn sẽ cảm thấy người nó sẽ khác. Không tin làm thử. Không, thì mình tin. Bởi vì em cũng đọc một cái nghiên cứu khá là hay, là thực ra những cái vận động viên bóng rổ á, họ đều phải nhắm vào cái họ đều tưởng tượng cái cú bóng nó phải vào, sau đó thì nó sẽ tăng cái hiệu suất ném bóng, tăng lên 30%. Những cái điều thú vị hầu hết ngày nay của chúng ta là chúng ta hiểu cái mối liên kết đó chứ không phải không, nhưng mà chúng ta sẽ chọn cách là băng bột và nghĩ về việc kéo tạ hơn là thực sự kéo tạ. Cái này em không biết có phải là cái võ đoán không, nhưng mà thế giới ngày nay cho chúng ta nhiều cái sự mô phỏng. Chúng ta biết nhiều thứ quá, khiến chúng ta không cần phải làm nữa. Thì mình nghĩ giáo sư trở về ai cũng hâm mộ. Và thực ra là cái số lượng bài báo viết về cái chuyện là cái chuyến đi của giáo sư là cho thấy là mọi người rất là... Bởi vì sao? Bởi vì là có một người nào đấy đã làm cái việc đấy thực sự. Thì mình thấy cái nhật ký rồi đi rồi ra đen lại, đúng không ạ? Nó cũng là những cái đấy. Nhưng mà để mà thực sự làm nó ấy ạ, có một cái yếu tố nào nữa mà thì mình càng ngày trước, từ trước nay cũng là người tin vào cái mối liên hệ đó, nhưng mà để thực sự đi tập thể dục, và cái lúc mình rất là lười mình vẫn phải đi tập, nó đòi hỏi một cái năng lượng khác hẳn, sự hiểu biết và mối dây liên hệ nó không đủ kéo mình đi. Đúng thế, là tại vì sao,
cái cơ chế mặc định của con người ấy, cái não của con người nó hoạt động với một cái cơ chế mặc định. Mặc dù nhiều mình không hiểu đâu, mình không biết, nhưng mà cái não mình khi mình sinh ra nó có một cái cơ chế hoạt động tự nhiên, đó là bảo tồn năng lượng. Lười. Tại vì sao? Cái cơ chế bảo tồn năng lượng đó, tại vì chúng ta sinh trưởng thành, chúng ta cần phải bảo tồn tại. Và để tồn tại, chúng ta chỉ sử dụng năng lượng để mà tồn tại, đi kiếm thức ăn, chứ chúng ta không có làm gì mà cái não chúng ta cho rằng là sử dụng năng lượng vô bổ. Bạn không thấy con cọp nó đi tập thể dục, nó chạy đâu. Một là nó chỉ vồ mồi, nó ăn xong rồi nó nằm. Cái não của chúng ta mặc định cũng như vậy. Kêu rằng là chúng ta đi tập thể dục hay chúng ta ngồi trên ghế sofa coi tivi thì cái não chúng ta bảo rằng là ngồi coi tivi tốt hơn là đi tập thể dục. Mà mới để mà ta tập thể dục thì chúng ta phải gọi là vượt qua cái mặc định đó. Mình phải biết phịnh nó. Phịnh nó có nghĩa rằng là đừng có làm cái gì nó quá nặng nề. Làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng 5-10 phút, đưa nó vào những cái hoạt động một cách rất là nhẹ nhàng, những cái hoạt động này, để rồi nó không nghĩ, cái não nó không nghĩ rằng là mình tập thể dục. Đấy, có nghĩa là mình phỉnh nó trước cái đã, rồi cái mình bắt đầu có những cái hoạt động như vậy, rồi lần lần cái nó thành cái thói quen, từ từ cái nó lên từ từ lên. Rồi lâu lâu ấy, mình rủ bạn bè mình đi chơi, thay vì mình làm cái này thì mình làm có cái gì đó nó có vẻ nó có hoạt động nhiều hơn tí thì mình cảm thấy nó vui. Một khi nó vui rồi cái là nó quên rằng là cái này là cái mà đem lại sự mệt mỏi, sử dụng năng lượng vô bổ. Thì từ từ như vậy nó trở thành một cái thói quen, là con người mình nó năng động hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề là năng hoặc là bạn có một cái sự cố gì mà nó bắt buộc bạn phải thay đổi cái cuộc sống. Như tôi, một thời gian dài tôi làm trong phòng thí nghiệm ấy, 10 mấy 20 năm như vậy, cái việc làm mà nặng nhọc nhất của tôi đó là đứng dậy khỏi cái bàn đi vào phòng vệ sinh hay đi vào phòng lab. Chứ còn đi ra người kia là vô thang máy, rồi cái là đi bộ một tí xíu, cái là vô xe hơi. Nên không có làm gì nữa. Mấy chục năm. Đến một ngày khám bác sĩ, thấy người trong người nó mệt, ngủ dậy đi làm, thấy người khỏe, không thèm khám bác sĩ luôn. Mặc dù là bảo hiểm sức khỏe cho đi khám thường xuyên, cũng không thèm. Một ngày thấy người nó mệt, tại sao lúc này mình mất tập trung đi khám? Bác sĩ hôm đó khám sức khỏe, ngồi xuống mặt trầm ngâm. Anh ta hít hà một cái. Anh muốn nghe một tin vui hay tin buồn? Trời ơi. Cái này tin nào cũng là tin thôi, anh cứ xả hết cho tôi đi. Thì thôi, tôi nói anh cái sự thật trước đi. Anh có nguy cơ đột quỵ bất kỳ lúc nào. Ba anh chết vì đột quỵ năm 44 tuổi. Anh có di truyền đột quỵ. Mẹ anh mất năm 62 tuổi tại vì tiểu đường với lại ung thư gan. Anh bây giờ tiểu đường loại 2 rồi. Và hiện tại đường trong máu anh nó cũng khá cao. Anh bắt buộc phải uống thuốc rồi. Và cái tốt là bây giờ anh biết cái chuyện đó. Cho nên anh có thể kiểm soát được. Và nếu anh thay đổi cái lối sống của anh, may ra anh còn sống lâu hơn ba mẹ anh. Sốc. Tôi rất là sốc. Vấn đề thứ hai nữa, một cái quyết định mà tại sao tôi đi cái chuyến xe đạp mùa xuân 2021, anh trai tôi mất 63 tuổi, yếu tim. Có nghĩa rằng là cái gene của tôi về sức khỏe xấu lắm. Tôi sống còn được là cái thói quen của tôi. Và tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là, và chứng minh cho cá nhân của tôi nha, cho tôi không cần chứng minh cho ai cả, rằng là tôi có thể vượt qua được
để mà duy trì cái sức khỏe của mình. Cái chuyến xe đạp đấy không phải để chứng minh cho ai khác, mà để chứng minh cho bản thân của tôi rằng là tôi sẽ vượt qua được cái gọi là cái bản án từ cái gen về sức khỏe, cái bản án sức khỏe từ gen. Khi mà cái tin anh hai tôi, ông anh kế của tôi mất tại vì yêu tìm. Cái chuyến đi đấy nói riêng và cái cách mà giáo sư tập thể dục nói chung, nó có nhiều cái lời ngoài cái việc là chứng minh cho bản thân, nó cũng dùng để dạy con rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng. Đấy, và thì mình chưa có dịp đọc, nhưng mà có cái cuốn Cha Voi cũng đã xem một ít cái bản PDF người ta có post về cái cách mà thầy dạy con của mình. Cái hành trình đấy nó vừa đáng ngưỡng mộ mà nó vừa có cái sự ấm áp ở trong đấy. Đôi khi mình nghĩ chuyện tập thể dục có thể nó chỉ là đơn giản, có thể nó là cái chút mình hơi lừa phỉnh não bộ của mình, tạo ra một cái kết nối mới và giúp cho mình thay đổi cái thói quen. Nhưng có thể nó cũng là một cái hành trình rất là lớn khác nữa. Một nhà văn như là Murakami cũng viết một cái cuốn về chạy bộ, và ông ấy so sánh cái việc ông viết tiểu thuyết rất là giống với việc ông ấy chạy bộ. Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái cách mà chúng ta có thể thử đặt bản thân mình khác đi. Em cũng là người thử tập gym không phải vì là muốn có cơ thể thật là đẹp, nhưng mà em rất tò mò các cái cơ trên cơ thể mình nó được hoạt động và não mình có khả năng điều khiển bao nhiêu cơ. Tại vì mình hay nói là kéo cái tạ đi, xong mình không bao giờ biết được là thế thực sự cái cơ nào nó đang hoạt động. Lúc nào mình cũng dùng tất cả các cái lực của tay mình kéo ở cái thời điểm đầu tiên. Sau này mình mới học một cách về bài học quản trị nhân sự là cũng phải dùng đúng cái cơ, chứ còn tung hết tất cả mọi người lao ra để kéo một cái việc to nhưng mà tất cả mọi người đều mệt và cũng chỉ có một cái cơ để nó hoạt động thôi, thì đấy, em cũng nghĩ là trong mỗi cái bài tập nhỏ trong cuộc sống, mỗi cái thói quen được rèn luyện nó đều mang đến cho mình một cái thực sự ra cái chuyện tôi đạp xe đạp nó đem lại, ngoài cái chuyện mà về sức khỏe, về cái chuyến đi, nó đem lại cho tôi nhiều cái bài học khác nữa trong cái cuộc sống. Mà tôi có thể chia sẻ với các bạn rằng là nếu mà bạn nào mà có cái cơ hội đi từ Kon Tum đi Quảng Nam, đi trên đường Trường Sơn ấy, qua cái đèo gọi là cái đèo Lò Xo đấy, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm cái đèo Lò Xo nó kinh hoàng tới cái nào. 37 cây số, nó có cái tên nữa là cái đèo Tử Thần. Và trong khách suốt cái hành trình, tôi chưa thấy cái đèo nào mà đi tới khoảng đầu cái đèo nó có một cái tượng Quan Âm thật là lớn. Đứng lên chắp cái tay ngó về cái đèo. Hai bên đèo hai cái tượng Quan Âm tổ chảng, làm cho mình rợn xương sống chứ nhỉ. Nhưng mà khi mà đạp lên cái đèo đấy, và đạp nha, không đẩy nha, đạp lên, thì lúc bây giờ tôi học được một bài học: phải buông hết tất cả mọi thứ, chỉ có nhìn thấy cái miếng bê tông ở trước mắt thôi, vượt qua từng miếng bê tông một. Cho nên khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta hay lo cuộc sống của chúng ta, lo đủ thứ chuyện cả, lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ, chúng ta không học cách buông. Và để vượt qua cái thử thách, chúng ta phải biết buông những thứ không quan trọng, những thứ không liên quan, buông nó, chỉ tập trung vào những điều liên quan mà thôi. Thì đó là một bài học khá lớn trong cuộc đời của tôi. Và tôi cũng từ cái chuyến đó mà cũng đã quyết định buông vài thứ rồi. Cho cái cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi, vì vừa đến đây thì mình hỏi giáo sư là thế giáo sư đang làm gì, thì giáo sư nói là đang freelancer, không làm gì. Đôi khi cái sự buông nó là một cái trạng thái tự do. Một cái điều thì mình đọc ở trong nữa thì mình thấy khá là hay là khi mà giáo sư đạp xe qua rất là nhiều những cái làng mạc vùng miền thì mọi người hay hello, tức là mọi người hay nghĩ là chắc là đạp xe như này thì chỉ có người Tây mới đạp thôi. Người Việt có thể hơi lười đạp, hoặc là chúng ta nghĩ ra những cái cách đi nhanh hơn ở một cái gì đó.
cũng cho thấy một cái thực trạng là có thể là người trẻ cũng không đi du lịch bằng xe đạp hay là không chịu khó đạp xe nhiều. Có đúng hay sai ạ? À, tôi nghĩ rằng là người trẻ chưa có cái cơ hội, chứ không phải rằng là cái văn hóa của mình nó hồi xưa, tại vì mình sống khổ nha. Hồi xưa tôi lớn lên ở Việt Nam cho nên tôi hiểu cái môi trường sống của Việt Nam, cái cuộc sống nó khó khăn. Chúng ta chỉ bỏ cái năng lượng chúng ta để kiếm sống. Chúng ta, cái đầu óc chúng ta nghĩ tới cái vấn đề nó thực tế, gần với thực dụng hơn. Nhưng mà bây giờ thì những cái thử thách mà cơm áo gạo tiền nó càng ngày nó càng nhẹ bớt, cái chất lượng cuộc sống của chúng ta càng ngày nó càng tăng lên, thì cái giới trẻ bây giờ tôi thấy rằng là bắt đầu một số mở ra mình những cái cơ hội để trải nghiệm cái chuyện giống như là xe đạp hay là gì, từ từ nó cũng sẽ mở ra. Nó cũng như nhờ là uống một cái tách trà, bạn cần phải uống chậm, thưởng thức nó. Thì đi du lịch, bạn chọn bằng đi xe Honda hay là bạn chọn xe đạp? Với tôi ấy, đi xe Honda đấy, bạn không có thời gian để bạn thưởng thức, tại vì cái tốc độ nó quá nhanh. Bạn phải để tâm vào tập trung trên cái đường, bạn không có thể nào mà bạn lắng nghe được cái âm thanh, bạn không nghe tiếng suối chảy bên lề đường, bạn không có thấy được cái cành hoa, bạn không thấy được cái cây ăn trái. Ủa cái cây này ngộ quá, nó có trái gì nó đẹp. Bạn không thấy những cái cảnh đấy, bạn không thấy là những con người nó tương tác trên ở trong cái làng bạn. Kể cả luôn bạn không có thể nào băng ruộng một cách dễ dàng chạy xe đâu có vô ruộng được. Đi xe đạp, cái tốc độ của nó đủ chậm để mà bạn có thể thưởng thức được cái hoa bên đường, thưởng thức được những cái văn hóa của người địa phương, đủ chậm để bạn thưởng thức cái môi trường xung quanh, đủ nhanh để mà bạn có thể đến một nơi nào đó, bạn đi một cái khoảng cách để mà bạn thấy. Một ngày nào bạn thử cho mình cái cơ hội để mà đi chậm hơn, làm cái gì nó chậm hơn một tí, thì bạn sẽ thấy rằng là cái cuộc sống khi mà tôi làm chậm hơn tí xíu thì tôi cảm nhận được nó nhiều hơn. Tuy nhiên nghĩ đến xe đạp thì vẫn hơi ngại nhỉ. Vậy mọi người đang nghe đoạn này và nghĩ như thế không? Thì mình chỉ thấy mình vẫn nhớ thì mình có mang con mình đi du lịch ra Nha Trang thì nghĩ là bay chuyến máy bay thì mỗi 30 phút là đến tiếng, thế là quyết định là đi tàu hỏa. Thì là con thì mình là trong trạng thái là mẹ ơi sao lâu thế. Nhưng mà đúng là đổi lại những thứ có thể các em chưa biết ngay bây giờ, nhưng mà những cái mà quan sát kỹ đến từng cái điều. Nhưng mà đúng là em cũng chưa thử đi xe đạp bao giờ để em biết là nó, ít nhất mình cũng đang không phải thực sự vận động, mình chỉ có dành cái thời gian thôi. Còn nếu mà đến lúc mà mình phải vận động nữa thì câu chuyện nó cũng rất là khác. Nhưng mà nó cũng đòi hỏi một cái sự tập luyện, hoặc là giống như là giáo sư nói là mình cũng hơi phải lừa não mình một chút. Lúc đầu nó sẽ không nghĩ là tôi sẽ đạp 49 ngày mà tôi sẽ được đi chậm gió mát, đúng không ạ? Xong từ từ. Cũng như là cái cách tôi nói chuyện với con trai của tôi tới Takara khi mà tôi đi xe đạp. Thì thực sự là mấy ngày đầu cậu ta cũng rên mình rên mấy, cậu ta cũng rên hừ hừ như người khác. Nhưng mà cái lối như con có thấy là cái chuyện đó tối ăn tối đem lại những cái chuyến đi đã, những cái gì mình thấy nó có thú vị, mình nói nó thêm để cậu ta cảm nhận được rằng là con có thấy hồi sớm con có thấy cái chuyện đó không? Thú vị ha. Thì đấy, thì đó là những cái câu chuyện sau mỗi buổi chiều. Khi mà ngồi xuống ăn tối rồi buổi chiều với con, mà qua cái chuyến đi thấy cái gì, con nghĩ ra sao, bla 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 bla, từ chuyến đi. Và từ đó cậu ta mới có cái cảm nhận và cảm thấy thích thú. Với như cậu ta mới vừa nói rằng là ba ơi, hè này con ra trường thạc sĩ ở Stanford về trí tuệ nhân tạo, ba thưởng con chuyến xe đạp mới đó nha. Ba thiếu nợ con lần trước. Thương.
Thực ra là cái thông tin là trong cái chuyến đi của giáo sư là trước 2021 thì nó không, ChatGPT chưa có nạp cái này vào đúng vào rồi. Hệ thống đúng không ạ? Em cũng muốn dùng thêm một cái câu hỏi. Câu này chung quá. Nên là đấy nha, cái kết luận mà thực ra giáo sư cũng share cái bài của Bloomberg hay cái gì về cái việc là sẽ có những cái nghề nào sẽ mất việc ở trong tương lai bởi vì AI. Thì một trong những cái nghề mà mình cũng có thể sợ là viết lách like hay là đây làm phỏng vấn như thế này này. Nhưng mà khi mà đọc những cái câu hỏi như thế này này, em rất là tự tin vào cái khả năng phỏng vấn của em hơn, bởi vì là, bởi vì nó sẽ rất là, các cái câu hỏi hiện tại nó cũng rất là chung chung. Thực sự ra thì người ta nói là nói thế, chứ không phải nó sẽ lấy đi cái công việc của con người. Nó chỉ là một người trợ lý đắc lực mà thôi. Nó giúp cho mình thấy được những cái thứ mà mình có thể là mình quên đi hoặc là mình bỏ sót. Nhưng mà nó không có vẽ được cái màu sắc riêng biệt của cái người đó. Kể cả về viết phần mềm hoặc là những cái công việc khác, kể cả thiết kế, nó chỉ cho một cái nét chung trước. Và có thể rằng là 80% cái công việc và còn 20 cái quan trọng nhất, hai phần đó con người phải điểm nó lên. Như thế thì chúng ta hoàn tất cái công việc đấy 100%, mà 80% là do, thay vì chúng ta phải làm 80% cái công việc đó nó mất một tuần lễ, thì bây giờ nó làm trong vòng nửa tiếng hay vài phút, chúng ta làm cái 20% còn lại. Đó là cái đặc sắc của chúng ta. Cho nên tôi không nghĩ là nó thay thế, tôi chỉ nghĩ rằng nó là một trợ lý đắc lực. Có một cái điều mà khi mà bắt đầu mọi người xôn xao về OpenAI thì bọn em có tranh cãi một chút xíu. Rất là nhiều thứ, ví dụ như là trong lịch sử phát triển con người, bắt đầu chữ viết và bắt đầu viết, thì mọi người nói là từ lúc đấy thì nó không dừng lại được nữa, bởi vì chúng ta bắt đầu phát triển lên. Nhưng ngày nay cái chuyện viết nó có thể được nhờ AI viết hộ, thì liệu là nó có một cái điểm dừng trong cái việc phát triển và tiến hóa ở cái việc kỹ năng viết hay không? Nó có cần mọc ra một cái kỹ năng mới, hay là chuyện viết phải rẽ sang cái nhánh nào khác? Tại vì nếu mà mình, trẻ con sẽ luôn học cách dùng ngôn ngữ, dùng chữ nghĩa và cách diễn đạt. Đến một lúc, em không biết, đến một lúc OpenAI có thể đạt một cái giải về văn chương. Bây giờ thì chúng ta hay nói rằng là nó chưa có phong cách riêng. Nhưng mà đến một lúc nó học được cái phong cách riêng, hay là nó biết cách pha trộn một vài những cái phong cách riêng nổi tiếng để thành một cái phong cách của nó, và nó đạt giải Pulitzer hay cái gì đó chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ quyền nói với mọi người là loài người không thể nói rằng là tôi không biết viết được nữa, hay là tôi không có tính cá nhân của tôi được nữa. Ví dụ đến một cái, có thể một cái khoảng thời gian nữa mới đến cái mốc đó. Thế nhưng mà rõ ràng lúc đấy mình sẽ dừng cái việc cạnh tranh lại, hay là mình dừng cái việc phát triển lại, mình chuyển một cái nhánh mới, hay là theo giáo sư nó sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng con người lúc nào cũng sẽ đi trước một bước. Mình chế tạo nó ra để nó làm việc cho mình những cái công việc mình không muốn làm. Nói thẳng là như vậy. Ok. Cho nên nó sẽ thay thế làm những cái công việc thực sự mình không muốn làm, để mình được cái thời gian, tại vì một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, để mà mình có cái thời gian làm những cái gì con người thực sự muốn làm. Tôi không nghĩ rằng là những cái nỗi lo là những cái công việc nó sẽ lấy đi. Tại sao mình bảo vệ, mình muốn nó làm những cái đó cho mình mà. Trong cái văn hóa người Việt, mình có một cái câu triết lý mà không ấy: học ăn, học nói, học gói, học mở. Bạn phải học gói trước, rồi bạn mới học mở sau. Gói ở đây là gì? Gói đây là gói lại, đóng lại, buông lại. Thì những cái công việc này AI nó bắt đầu làm được rồi. Gói lại, buông lại, giao cho nó. Đến chi? Mình học mở, mở ra cái gì? Cái không gian nó mở ra những cái cơ hội mới cho mình. Mở ra mình làm được những cái gì khác mà xưa nay mình làm không được. Mình chưa có cái cơ hội để làm.
tôi không có lo ngại về cái chuyện, tại vì mình chế ra nó mà. Nó sẽ làm hết những gì mình muốn nó làm. Và để làm chi? Mình được làm những cái gì mình muốn làm. Mình nghĩ đến việc lại quay về chuyện xe đạp một chút. Nhưng đúng là hồi xưa xe đạp được tạo ra để là con người ta di chuyển những cái bước đầu tiên. Xong bây giờ người ta lại bỏ hết cả tàu hỏa máy bay để người ta đạp xe lại từ đầu, để tìm thấy cái việc đấy nó có ý nghĩa với bản thân họ, chứ không phải để di chuyển nữa, đúng không? Đến một lúc, nhưng mà liệu nó sẽ có cái sự, khi mà AI đã phát triển đến đỉnh cao của nó chẳng hạn, trở thành một cái trợ lý đắc lực nhất và mình không còn gì có thể chê được nữa, thì con người có quay vòng lại để sẽ chỉ thuần là sự phát triển bản thân, tìm ra cái, khai phá ra những cái mà có lẽ trước nay ta không có thời gian thưởng thức không? Mình nghĩ rằng là con người sẽ có cái cơ hội đó. Sẽ có cái cơ hội thời gian phát triển nhiều hơn về cái khía cạnh mà gọi là trí tuệ, cái não bộ của mình nhiều hơn. Thời gian gần đây ở Mỹ cũng như ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu quan tâm tới cái nghiên cứu về cái hoạt động não bộ, về thần kinh học của mình. Thực sự là chúng ta chưa có hiểu nhiều về cái não của mình đâu. Tôi đặt một câu hỏi rất là đơn giản, cái suy nghĩ từ đâu ra? Không ai có thể trả lời được cái câu hỏi cái suy nghĩ của bạn từ đâu mà ra. Không có nhà khoa học nào trả lời được câu hỏi đó. Cho nên chúng ta sẽ quay lại tìm hiểu thêm về con người của mình, hiểu thêm về cái não của mình, rồi mình dạy cái con AI, mày sẽ phải học cái cách tao học. Thực sự là AI bây giờ chỉ có đang học ở cái trình độ 5-6 tuổi, có nghĩa rằng nó thí nghiệm, rồi nó đo lường, rồi nó đánh giá, rồi nó học. Thí nghiệm, đo lường, đánh giá, học. Cũng như là đứa con nít nó nhảy lên bàn, rồi có nó nhảy xuống đất, có nó té gập đầu gối, có nó nói, ồ, cái bàn này nó hơi cao, đầu gối hơi đau, sau này nhảy thì mình phải thay đổi cái thế để mình xuống đất, mình thay đổi, mình coi cái kết quả ra sao. Thì đấy, AI nó chỉ mới thông minh tới cái mức độ đó. Rồi sau này, nó có thể thông minh hơn một tí nữa. Nhưng mà hiện tại con người vẫn chưa hiểu hoàn toàn con người của mình. Mình, cho nên tôi nghĩ rằng là trong tương lai con người sẽ đi khám phá về cái tâm lý của mình hơn, nhiều hơn, khám phá đi sâu hơn về cái bên trong của mình hơn, và tôi nghĩ rằng đấy là một cái cơ hội rất lớn cho con người nhé. Cơ hội rất lớn. Cũng nói về chuyện con người, giáo sư, mình bước ra khỏi AI một chút xíu. Cách đây 6 năm thì có cái sự kiện giáo sư quần đùi, cái tên đấy cách đây 6 năm đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thầy vẫn cười là bởi lẽ gì ạ? Thầy có bao giờ đoán là người ta sẽ nói chuyện với thầy và không nhắc đến cái từ này hay không ạ? Không, nó giống như là cái thương hiệu. Đúng. Khá là dễ thương. Nó được hình thành từ một cái khía cạnh, một cái bối cảnh mà có thể là nó phù hợp với cái câu chuyện của chúng ta trong cái bối cảnh ngày hôm nay, cũng như là bối cảnh hiện tại của thế giới. Đó là sức sáng tạo thì nó phải vượt qua khỏi cái định kiến não bộ, cái gì đúng sai và cái gì được và không được. Tôi làm một cái thí nghiệm ở cái buổi học về sáng tạo, cái tư duy sáng tạo. Tôi nói với tất cả các bạn học, các bạn hãy nhắm mắt tưởng tượng rằng là nếu mà tôi bận cái bộ đồ này mà tôi bận khác đi thì tôi sẽ bận như thế nào. Rồi trong thời gian mà đấy tôi đi làm cái thí nghiệm, tôi vào phòng vệ sinh rồi tôi ra, thì tôi bước ra tôi mới đặt cái câu hỏi trở lại: có ai nghĩ rằng tôi sẽ bận cái bộ đồ như thế này hay không? Và câu hỏi của là tại sao bạn không nghĩ được điều đó? Tôi vẫn hợp pháp, tôi vẫn che tất cả những bộ phận nhạy cảm. Nhưng mà tại sao các bạn không nghĩ được điều tôi nghĩ?
cái gì ngăn cản bạn. Cho nên thường thường người ta nói là sáng tạo phải nghĩ ra ngoài cái hộp. Cái câu nói kinh điển, đúng không? Câu nói kinh điển. Nhưng mà tôi đặt cái câu hỏi tiếp theo, cái hộp đó từ đâu mà ra? Trở lại câu hỏi có tính triết lý, cái suy nghĩ của chúng ta từ đâu mà ra? Tại sao chúng ta nghĩ điều chúng ta đang nghĩ mà không lại nghĩ khác? Và tại sao chúng ta nghĩ hay nhận định cái điều này đúng mà lại người kia lại cũng cùng một cái sự kiện đó họ cho là sai? Vậy suy nghĩ từ đâu mà ra? Cái hộp trong não của mỗi người từ đâu mà có? Và tại sao? Nếu mà không, bạn không biết được cái giới hạn của cái hộp thì làm sao mà bạn bước ra khỏi cái hộp? Nếu mà cái hộp ấy 10 thước mà bạn nói rằng là cái hộp đó chỉ có 1 thước thì bạn chỉ cần bước một bước thì bạn nghĩ bạn ra khỏi cái hộp đó hay sao? Hay là bạn vẫn còn trong cái hộp nếu bạn không biết cái giới hạn cái hộp đó ở đâu? Cái câu hỏi nó hơi triết lý một tí xíu, nhưng nó cần có một cái sự tí xíu ngấm. Thì đấy, và truyền thông tặng cho mình cái thương hiệu giáo sư quần đùi, và bây giờ mỗi lần ai nói thì mình mỉm cười thú vị. Thực ra cái triết lý trong hộp hay là cái hình ảnh quần đùi hay cái trang phục đấy, hay là sau này thì mình thấy có cả những cái bài học mà thầy đưa cho sinh viên học về cái bài toán 2 triệu chẳng hạn, nhưng không ai cũng nghĩ đến quanh cái chữ 2 triệu không, mà không ai nghĩ rằng là quan trọng là mình làm ra bao nhiêu tiền, đúng không? Cái bài tập cuối cùng là mình làm ra bao nhiêu tiền với 2 triệu lúc đầu, nhưng chúng ta suy nghĩ quá nhiều về cái 2 triệu. Thì mình cảm giác là đúng là đôi khi chúng ta bị giới hạn. Tuy nhiên cái vấn đề này nó kéo đến một cái thứ là, thì mình không biết, chỉ có cái cảm giác thôi ạ. Mình là người ngoài quan sát cái sự kiện đó, sư quần đùi ấy, sau bao nhiêu năm thì nó trở thành một thương hiệu, nhưng mà trong cái lúc đấy ấy, thì nó cũng có một cái gì đấy nó hơi tranh cãi. Và bản thân em cũng là người mà khi mà làm cái gì thì hay cũng vướng phải một vài cái tranh cãi này kia, sau rồi thì mình quen và mình thấy là thực ra cái tranh cãi đó tốt hơn là không có tranh cãi. Đúng rồi. Mình rèn được cái đó. Khi mình phải đụng phải những cái tranh cãi, cái chuyện quần đùi nó chỉ là một chuyện ví dụ, nhưng mà trong cái việc mình làm có thể mình rất là tin nó làm đúng, nhưng mà khi mình đụng phải cái tranh cãi thì cái cách nào giúp giáo sư vượt qua khỏi những cái tranh cãi đó? Tại vì cái triết lý sống của tôi ấy là không có gì đúng và cũng chẳng có gì sai. Nó chỉ có hợp lý ở trong cái bối cảnh và cái thời điểm và cái không gian đó hay không mà thôi. Cho nên nếu mà tôi có cái triết lý sống như vậy thì cái chuyện mà nhận định một cái vấn đề gì đúng sai với tôi nó không có quan trọng. Bạn tranh cãi thì bạn tranh cãi trên cái quan điểm của bạn. Quan điểm của bạn có thể đối với bạn nó phù hợp và nó đúng. Và tôi cũng chấp nhận lắng nghe cái để mà hiểu được cái quan điểm của bạn. Tại vì cái góc nhìn của bạn có thể là cái bàn tay của tôi. Bạn nhìn đấy thì bạn sẽ thấy là cái bàn tay tôi nó hẹp và nó nhỏ. Nếu mà bạn bên này nhìn thì thấy rằng là nó chắc và nó bằng phẳng. Và tôi nhìn thì thấy nó có cái ngón gì nó xỉa ra mình tôi. Và nếu bạn nhìn bên này, cho nên mỗi cái góc nhìn nó sẽ cho cái người đấy cũng có một cái sự kiện đó như một cái góc nhìn khác. Mà nếu mà tôi cho rằng nó không có đúng và không có sai thì tôi lắng nghe được cái góc nhìn của bạn và tôi có thể đánh giá và tích lũy hết tất cả những cái thông tin lại với nhau, và mình có một cái góc nhìn đa chiều hơn trên cái sự kiện. Và nó không có gì đúng ở sai ở trong cái góc nhìn đó, đa cái sự kiện của cái sự kiện như vậy. Như vậy thì tôi không có cái cảm xúc gì khi bạn nói với tôi là tôi làm vậy là sai. Tôi chỉ cho rằng là đây là cái góc nhìn của anh. Và tôi hoàn toàn tôn trọng cái góc nhìn của anh. Cho nên khi mà tranh cãi thì tôi cho rằng là tranh cãi là tốt, là tại vì nó nói rằng là cái sự kiện này nó có nhiều góc nhìn, nó có nhiều góc, chứ nó không có đơn giản. Nếu mọi người nói một cái vấn đề gì mà ai cũng thấy giống nhau thì nó giống như một cái bánh, ai nhìn nó cũng tròn, nhìn ở góc nào nó cũng tròn, nó trơn tru, nó không có gì cả. Nhưng mà cái vật gì mà nó có nhiều góc cạnh và mỗi cái góc cạnh nó có một cái góc nhìn khác nhau thì nó rất là thú vị. Thì chính vì vậy, một cái sự kiện hay là một cái vấn đề gì mà nó càng tranh cãi thì nó càng thú vị.
Và chúng ta học được rất là nhiều từ những cái góc nhìn khác nhau. Cũng là câu chuyện góc nhìn, các cái góc nhìn khác nhau. Khi mà giáo sư dạy ở Mỹ với lại dạy ở Việt Nam, cái khác nhau nhất của học sinh Việt Nam với lại học sinh Mỹ là gì ạ? Thực sự là cái khác biệt nhiều nhất ở học sinh Việt Nam và học sinh Mỹ không ở cái kiến thức mà ở kỹ năng. Kỹ năng sống, những cái kỹ năng, hầu như những cái kỹ năng, thì cái kỹ năng của học sinh và sinh viên Việt thường thì kém hơn sinh viên ở Mỹ, tại vì cái văn hóa và cái môi trường đào tạo bên đó nó có trọng tâm, nó có khác. Nếu mà so về kiến thức chuyên môn, thí dụ như toán, ôi sinh viên Việt Nam rồi, số 1 siêu. Cho nên ở đây mình cũng nói là chung ra là để mà thành công trong cái cuộc sống, tôi không nói rằng là thành công trong sự nghiệp. Thành công trong sự nghiệp là bạn kiếm việc làm, bạn lương cao, hay là bạn làm cái gì trong cái chuyên môn của bạn nó giỏi. Nhưng mà chưa hẳn rằng là bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Là liệu rằng là bạn có sống hạnh phúc hay không, cuộc sống của bạn chung quanh cái như thế nào, bạn đánh giá ra sao. Thì đấy, đó là thành công trong cuộc sống. Và thành công trong cuộc sống nó đòi hỏi ngoài cái kiến thức, nó còn hỏi tư duy, cái cách ta ứng xử, cái cách ta suy nghĩ, cái tâm thế của ta trước những cái biến cố chung quanh, rồi cái nhân cách của ta nữa. Nó nhân cách ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ của ta với những người chung quanh, rồi cái kỹ năng của ta nữa. Đấy, những cái đó, chứ không chỉ ở kiến thức. Và cái này, cái sự khác biệt này sẽ thay đổi theo thời gian hay không ạ? Hay khi mà cái việc, cái kỹ năng đấy thực ra nó là môi trường sống đúng không ạ? Nó là văn hóa. Cái khả năng đuổi kịp, nghe có đuổi kịp nó làm cho giống một cái cuộc đua, nhưng cái khả năng mà đến một lúc cái kỹ năng của người trẻ Việt Nam tự lập cải thiện hơn có trong thời gian ngắn hay không? Người Việt Nam có một cái kỹ năng giỏi hơn những xã hội khác, đó là thích nghi. Người Việt Nam thích nghi giỏi lắm và nhanh. Cái tính thích nghi của người Việt Nam tôi cho rằng tốt hơn những nền xã hội khác. Và nếu cái sự thay đổi trong cái xã hội do công nghệ gì lại, và nó bắt buộc con người phải thay đổi để thích nghi, thì tôi nghĩ rằng là giới trẻ cũng sẽ thay đổi để thích nghi nhanh chóng. Tôi không mấy quá lo ngại. Cái gì nó chưa tới thì mình cũng không quá lo cái chuyện ngày mai. Nhưng cái quan trọng là làm sao chúng ta sống tốt nhất cái ngày hôm nay, thích nghi và để phát triển tốt nhất cái ngày hôm nay cái đã. Ngày mai nó có thay đổi thì chúng ta cũng sẽ phải tồn tại và thích nghi cho ngày mai. Cho thì mình tranh cãi một chút xíu ở đây. Thì mình rất đồng ý với ý kiến của giáo sư về chuyện thích nghi. Tuy nhiên thích nghi hay được phát triển ưu thế vào cái lúc mà cái sự thay đổi nó phải xảy ra. Tức là còn nếu không thay đổi ấy, không có thay đổi ấy, thì mình không kích hoạt cái sự thích nghi đấy lắm, mà lại mình thích nghi với sự không có thay đổi gì. Thì mình hay hồi nhỏ khi học về lịch sử thì thấy là Việt Nam cũng là một đất nước mà thường sẽ bị xâm lược, và hay có cái câu là con giun xéo lắm cũng quằn. Tức là mình cảm giác mình không chịu nổi, mình cần cái sự thay đổi. Thì bắt đầu mình chiến thắng rất nhiều cuộc chiến tranh. Em chỉ muốn đặt một cái giả thuyết là ví dụ như chúng ta đang sống trong một cái xã hội biến động, thế giới thay đổi trong 2 năm Covid này, thì mình thích nghi giỏi. Nhưng mà nếu mà ở trong một cái nơi bình lặng thì mình cũng không có nhu cầu về thích nghi, mình không có nhu cầu về thay đổi. Đúng rồi. Thì không cần. Đúng rồi. Cái đó là cái bản năng mà. Bản năng của con người. Bản năng của con người đó là không ai muốn thay đổi. Tại vì nó an toàn. Cái đó là bản năng của sự tồn tại. Cho nên nó sẽ tạo nên một cái, nó gọi là cái sức y trong cuộc sống ấy. Là tại vì chúng ta không thay đổi. Và con người cũng vậy.
chúng ta chỉ thay đổi khi nào chúng ta bị ép thay đổi mà thôi, để tồn tại. Cho nên chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được và nhận thức được cái điều là chúng ta cái áp lực môi trường sống này, chúng ta để mà tồn tại chúng ta cần phải thay đổi cái lối sống, hay là thay đổi cái cách chúng ta làm, hay là thay đổi về chuẩn bị kiến thức gì đấy để tồn tại, thì chúng ta mới bắt đầu thay đổi. Cũng như tôi cũng vậy, cũng như tất cả mọi người. Tôi hồi xưa tôi cũng nói rằng tôi có một thời gian mấy chục năm tôi đâu có tập thể dục đâu. Phải có một cái chuyện xảy ra. Đấy. Giả sử như thầy đã có một cái câu nói của ba thầy làm kim chỉ nam khiến cho thầy không làm ở nhà máy sản xuất cà tây và cũng không đi cày ở vùng lái thiêu ở Việt Nam. Cái câu nói đấy hay là cái gì khiến cho người ta có thể chọn để y nhưng mà lại không y, có thể cho đến tận lúc phải có một cái gì đấy nó ép mình thay đổi thì không nói làm gì. Nhưng em vẫn tin là mỗi người sẽ có một cái gì đó như một cái lời dặn đó, nó khiến cho người ta, kể cả trong tình huống có vẻ như là ta có thể được y nhưng mà ta vẫn muốn tiến lên và vẫn muốn làm khác đi. Có nghĩa rằng là con người chúng ta chỉ có thể tiến bộ khi mà chúng ta làm những cái gì mới mẻ, trải nghiệm cái gì mới mẻ, tạo những cái sợi neuron, kết nối neuron mới, thì chúng ta mới tiến bộ. Kể cả ở cái tuổi già như tôi cũng phải có những cái trải nghiệm mới, chứ không ấy thì tôi sẽ quên, não tôi sẽ già đi và tôi bắt đầu quên hết. Nên nó kêu là lão hóa, cái quy trình lão hóa. Thì có nghĩa rằng là để giảm đi cái tốc độ lão hóa thì tôi cũng phải có những cái trải nghiệm mới, học hỏi mới. Và để các bạn trẻ mà phát triển lên thì cũng cần phải có những cái trải nghiệm mới thì mới tạo cho mình những cái tiến bộ khác hơn. Còn nếu không thì cái ngày, một ngày bạn sẽ thấy rằng là ủa, một năm rồi trôi qua, tôi đã làm được gì? Chẳng được gì. Tôi đã đi đâu? Chẳng đi tới đâu. Thì cuối cùng tôi không muốn rằng là một ngày bạn ngồi trên chiếc xe lăn đánh giá lại rằng cuộc đời của tôi đã làm được gì, thì mình ngồi mình tiếc rằng ước gì ta có thể làm lại. Cuộc đời của chúng ta không có cái cơ hội đó. Thời gian nó chỉ có đi một chiều. Chúng ta không có cái cơ hội quay lại thời gian. Cho nên tôi hy vọng các bạn trẻ đừng có để tới cái ngày như tôi ở cái tuổi 60, cái tuổi mà về già, ngồi lại nghĩ rằng là ước gì khi ta còn trẻ. Và kể cả ngày hôm nay của tôi cũng không muốn rằng là 10 năm sau tôi nghĩ lại rằng là ước gì cái lúc ấy tôi sẽ làm cái gì đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy sẽ tạo cái động lực cho các bạn trẻ, cho tất cả các bạn. Tôi nói trẻ đây có nghĩa là trẻ hơn tôi. Và kể cả các bạn lớn tuổi hơn tôi cũng vậy. Là tại vì cuộc sống chúng ta chỉ có sống có một lần. Cuộc đời ta sống có một lần và sống sao cho nó đáng sống. Để làm chi? Để cuối cùng rồi mình mỉm cười và nói rằng là đúng là ta sống cuộc đời thú vị và đáng cho một cuộc đời. Ông giáo sư trông vẫn trẻ lắm và kiểu chắc là còn rất là nhiều năm nữa. Nhưng đúng thì mình cảm nhận được cái việc là khi mà so sánh với người trẻ thì có những cái chiều thời gian khác nhau. Cùng là 3 đến 5 phút để ngâm một ấm trà, nhưng mà sẽ có những người 3 đến 5 phút đấy trôi qua rất là nhanh. Nhưng có những người thì có thể cảm nhận thấy nó đầy đủ, nó đủ cái sức để mình chiêm nghiệm ra cả một cái vấn đề. Và ở cái tuổi trẻ thì đôi khi thời gian nó nhanh hơn và các bạn sẽ khó nắm bắt được mọi thứ. Nhưng mà khi mà cái năng lượng nó giảm xuống một chút, mình sẽ cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn. Và đây cũng là lý do mà thì mình thích trò chuyện với những người mà có đã rất là nhiều những cái trải nghiệm khác nhau. Bởi thì mình tin là
người trẻ có thể học lỏm, có thể cộng dồn nhiều cái cuộc đời của những người khác nữa để mà có cái cách học của riêng mình. Và cái thời gian đấy nó sẽ được nhân lên, chứ nó không chỉ là một cái chiều, có thể nó cùng trôi đi, nhưng mà nó sẽ được nhìn ngắm và quan sát nhiều hơn. Vâng. Tôi cho rằng là tuổi trẻ ngày nay với những cái công nghệ, họ sẽ có cái cơ hội tiếp cận được khá là nhiều cái nguồn thông tin hữu ích và giúp cho họ có một cái nhìn đa chiều hơn, đầy đủ hơn, thú vị hơn. Là cái thời của tôi lớn lên nha, thời tôi không có gì hết trơn. Đúng rồi. Và có một cái câu hỏi mà em rất là hay hỏi khách mời nha. Xin được hỏi giáo sư, nếu ngày mai giáo sư phải lên một hoang đảo không biết ngày trở về, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì ạ? Là cuốn tập trắng và cây viết. Viết lại một cuốn sách mới. Đúng rồi. Để viết lại cuộc đời mới ở trên đảo ấy. Cuộc đời đấy, việc đầu tiên là làm cái xe đạp để tự chế một chiếc xe đạp và đi. Và cái cuốn đấy, giả sử nó được ném xuống biển, ai sẽ nhận được nó? Tôi viết cuốn đó để mà ném xuống biển thì tôi không nghĩ rằng là ai sẽ nhận được nó. Và tôi chỉ nghĩ rằng đây là cái hành trình cuộc sống của tôi. Giáo sư không có nhu cầu phải để lại gia sản gì, đúng không? Mà chỉ đúng quan rồi. Trọng là đã sống trọn cái cuộc đời của mình. Đúng rồi. Ok. Hôm nay cảm ơn giáo sư Trương Nguyễn Thành rất là nhiều. Thì mình rất là cảm ơn những nội dung mà giáo sư chia sẻ trên mạng xã hội. Từ lúc mà nghe cái biệt danh giáo sư quần đùi là thì mình đã quyết định follow và tìm được Facebook. Và sau đó thì cũng đã đến ngày hôm nay, những cái ngày đầu năm mới được gặp và trò chuyện. Cảm ơn giáo sư vì đã luôn truyền cảm hứng. Cảm ơn mình. Và thì mình cũng bây giờ giáo sư có một cái kế hoạch gì về chuyến đi sắp tới, về dự án sắp tới, hay là có cái gì sẽ chia sẻ trong khoảng thời gian sắp tới ạ? Tôi có hai cái dự án mà bỏ nhiều thời gian trong cái thời gian ở Việt Nam. Một đó là cái lan tỏa cái môn thể dục Qigong mà tôi khám phá trong cái thời gian bị nhiễm COVID ở Mỹ. Nó là một cái sự khám phá tình cờ và dùng cái tư duy khoa học để thiết kế nó và tự thí nghiệm để mà tạo ra một cái môn thể dục mới, nó dựa trên những cái nền tảng khoa học mà tôi tự đi tìm hiểu. Thì cái đó tôi thấy rằng là đây là một cái di sản, và tôi tiếp tục phát triển và tiếp tục lan tỏa nó. Một cái di sản thứ hai, đó là một cái nền tảng để mà hỗ trợ đào tạo và giáo dục, dùng công nghệ thôi, nhưng mà điều nó sẽ mở ra nhiều cái cơ hội kết nối cho những người muốn học đến với những người có khả năng truyền tải kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm, vân vân. Đây là hai cái dự án mà tôi nghĩ rằng nó sẽ nâng cao được cái giá trị đóng góp của tôi cho xã hội nhiều hơn là tôi ngồi làm một cái vị trí hiệu phó hay hiệu trưởng của một trường đại học nào đó ở Việt Nam. Trước khi mà biết được cái kế hoạch thứ hai nó thành hình là gì, thì mình nghĩ là các bạn có thể tìm Qigao, chữ Qigao ở trên Facebook, đúng không? Thì mình thấy có cái lịch như buổi sáng sớm 6:30 đến 7:15 để các bạn có thể thử tham gia khóa học, đúng không ạ? Còn đôi khi như chúng ta đã nói rằng là chúng ta đang được sống một thời điểm mà học thì không có nghĩa là mang tính chất vật lý là đến một mái trường. Việc dạy cũng không có tính chất vật lý là phải đứng một cái lớp. Và rất là mong chờ những cái dự án sắp tới của giáo sư. Một lần nữa cảm ơn thầy đã đến với Have a Sip. Xin cảm ơn Minh và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả của chương trình.
đã lắng nghe. Chúc các bạn hành trình khắp tới chúng ta có thể sống chậm lại, chúng ta hiểu cái giá trị của việc là mọi thứ đều thay đổi, chúng ta thích nghi như thế nào. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập Have a Sip tiếp theo. Xin chào. Xin chào.